Vừa qua, ngày 26 tháng 7 năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, tại đền Bến Dược Củ Chi, khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí Việt Nam Hội Nhập đã long trọng tổ chức chương trình lễ tri ân và lưu danh các anh hùng liệt sĩ huyền thoại Củ Chi. Chương trình được tổ chức trang nghiêm với sự tham dự của các đại biểu Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó Tư lệnh Quân khu 7, Thượng tá Trần Văn Trung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Văn Tôn, Phó Chủ tịch Trường đoàn Hội cựu chiến binh huyện Củ Chi, 85 cựu chiến binh và 15 bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Củ Chi, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, ngài Hanif Salim, Tổng lãnh sự quán Indonesia. Về phía các đơn vị đồng hành có ông Đặng Hoàng Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Ngọc Viễn Đông và các doanh nhân là đại diện các doanh nghiệp cùng các đồng chí đồng bào đến tham dự chương trình. Về phía ban tổ chức của chương trình có đại diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Viễn, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, nhà báo Đoàn Mạnh Phương, Tổng biên tập tạp chí Việt Nam Hội nhập, trưởng ban tổ chức chương trình, nhà báo Đặng Đình Chấn, Phó Tổng biên tập tạp chí Việt Nam Hội nhập và các đồng chí lãnh đạo trưởng phó trong đơn vị tòa soạn. Cũng trong khuôn khổ chương trình, đại diện lãnh đạo, ban tổ chức, đại diện thân nhân của các anh hùng liệt sĩ cùng các nhà tài trợ đã tiến hành lễ thỉnh chuông, dâng hương lên đài tưởng niệm. Lễ dâng hương được thực hiện với một tấm lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh để bảo vệ quê hương đất nước. Ngay sau đó, các đại biểu cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức nghi lễ dâng sách và hóa sách trong không khí trang nghiêm thành kính. Bên cạnh những nghi lễ tưởng niệm, ban tổ chức đã trân trọng trao tặng hàng trăm cuốn sách huyền thoại Củ Chi cho đại diện đảng bộ, chính quyền thành phố. Đồng thời, ban tổ chức đã trao 100 phất quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ tại huyện Củ Chi, trao bảng vàng tri ân các nhà tài trợ chính, các doanh nghiệp, doanh nhân và các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình. Buổi lễ được tổ chức nhằm tri ân và lưu danh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, hòa bình cho non sông, cho đất nước Việt Nam. Đây là hoạt động vô cùng thiết thực nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của cha ông ta, nhắc nhở con cháu ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, người có công với đất nước.